Tiểu thuyết Trang tác giả Bên Bút Người dịch Văn Hòa Nhất Anh Người đọc Trần Châu Chương 6 phần 2 David và ông Khương Sơn sánh vai đi trong ngôi đền Mỗi người suy nghĩ về những ước muốn của mình Ông Khương Sơn tự nhủ rằng Ông không có gì phải khiếp sợ Vì việc gã của con gái thứ ba của ông Cho con trai một gia đình Mà giáo thuyết hết sức gần gũi Với đạo lý thánh hiền David thì cảm thấy cái trọng lực mà chàng đã tiếp nhận từ ngày cao liên trở về hầu như tan biến mất. Sự hiện diện của ông Khương Sơn đã an ủi chàng, làm nhẹ lòng chàng và cởi mở những mối dây đã thắt chặt tâm hồn chàng mấy lâu. Cái con người tốt bụng này khó làm lẫn, còn vị giáo trưởng thì đôi khi đã lầm lạc một cách nguy hiểm. Những tia sơn yếu ớt của hy vọng và an ủi đã len lỏi vào tận các xó ngách thầm kín nhất của tâm hồn chàng. Và David sau bao ngày khắc khổ, chàng mong ước được tiêu khiển, muốn được như trước kia, tức thời đi khắp các nẻo đường tràn ngập ánh mặt trời. Chàng có cảm tưởng như được trở về nhà sau cuộc hành trình trong một xứ miền u sầu ám đạm. Chàng đã nhận được cái cảm giác ấy từ ông Khương Sơn, nơi con người qua dễ khoan thai và đại lượng đang đi bên chàng. Ông Khương Sơn thán phục tất cả những gì mà ông đã thấy, những kiến trúc bằng đá, những đài kỷ niệm dòng cung, những chậu nước hình hoa sen trong các sàn, nơi tắm gội và giết súc vật ông rất ngạc nhiên thấy những kiến trúc này trong một đền thờ khi ông được giải thích rằng người do thái nhận thấy thể xác phải được trong sạch để giữ đúng nghi lễ ông gật đầu đồng ý nhưng khi david giải thích thêm rằng tôn giáo của họ bắt buộc phải giết một con vật rút gân để cúng tế thì ông khương sơn thắc mắc chẳng hiểu lý do khi ông nghe kể câu chuyện một người tên là sakov chiến đấu với thiên thần ông liền cười với một nụ cười hoài nghi về phần tôi ông nói tôi không chấp nhận việc sát sinh dù là để thờ phụng rồi ông tiếp với một nụ cười cởi mở tuy nhiên khi người ta dọn cho tôi một dĩa thịt heo thì tôi vẫn sơn ngon lành như thường lệ david không nói gì chàng tự hỏi không biết cụ giáo trưởng đã rời khỏi gian nội điện hay chưa việc gì sẽ xảy đến nếu cụ vẫn còn ở đây chắc cụ sẽ xung trận vì david đã quay trở lại mà còn dắt theo một người trung hoa david bước chậm rãi anh sẵn sàng để dừng chân khi cần nhưng mặc dù không muốn cuối cùng chàng cũng bước vào cung thánh nơi mà vị giáo trưởng đang quỳ cầu nguyện như tủ đựng thánh tích david mừng thầm nghĩ rằng vị giáo trưởng không thể nào nhìn thấy được chàng và ông khương sơn ngay cả nếu cụ quân ngấn đầu lên nhìn cũng vậy tuy nhiên chàng lấy làm hổ thẹn vì ý nghĩ ấy ông khương sơn ngừng lại ở ngưỡng cửa và nhìn david cụ giáo trưởng ông nói ngài đang cầu nguyện david khẽ nói Cả hai đang quay gót trở ra thì vị giáo trưởng với thính giác hết sức tinh nhại, nhận được tiếng bước chân và những tiếng thì thầm. Ông quay đầu hỏi lớn, David con, con đã trở lại. Giáo trưởng hối hận vì cơn nóng nảy của mình. Cụ đã quỳ gối cầu nguyện trước Thiên Chúa, van xin Ngài, cầu khẳng Ngài dẫn đưa David trở lại và cụ tin chắc rằng lời cầu xin của cụ đã được chuẩn nhận. Cụ bước ra khỏi cửa, đưa tay chờ đón, David thụt lùi như ông Khương Sơn với lòng quán đại tự nhiên Tiến lên nói, thưa cụ giáo trưởng, xin cụ cẩn thận. Vị giáo trưởng ngừng lại, buông hai tay xuống đất, hỏi, ai đấy? Ông Khương Sơn chân thật đáp ngay, thưa cụ, tôi đây, tôi là Khương Sơn, thương gia. Tôi gặp cậu con trai của ông era bạn tôi ở cửa, và vì tò mò, tôi đã nhờ cậu ấy dắt vào xem bên trong ngôi đền thờ của cụ. Vị giáo trưởng nổi xung hét lên hỏi đã viết, tại sao nhà ngươi dám dẫn một người lạ vào nơi này hả? Ông Khương Sơn có thể bỏ qua những lời nói đó vì ông cụ là một giáo trưởng già nua mê tín nhưng ông nhận thấy bào chữa cho david là đều phải nên dịu giọng thưa xin lão sư bất giận không phải cậu ta mời tôi vào mà chính vì tôi yêu cầu đấy à xin lão sư cứ khiển trách tôi giáo trưởng sẵn giọng ông là con cai của adam còn nó nó là con thiên chúa vậy phải khiển trách nó ông khương sơn hết sức ngạc nhiên ông nói tôi không phải là con cai của adam tổ tiên tôi không có ai tên đó cả tất cả người ngoại giáo đều là con cái của adam ông khương sơn cảm thấy nổi nóng ông nói tôi không muốn nghe ai nói rằng tôi là con của một người mà tôi chưa từng biết đến giọng nói của ông vẫn ngọt ngào là một người cao thượng ông cảm thấy tỏ lộ sự tức giận ra bên ngoài là một điều bất đối xứng nhất là đối với người già cả nhưng cơn giận sôi sùng sục trong lòng và ông phải dằn lòng nói tiếp giả lại tôi không thích nghe ai cho rằng họ và dân tộc của họ là con cái của trời chúng tôi chấp nhận nếu cụ muốn rằng cụ là con cái trời nhưng có nhiều trời kia mà chỉ có một trời một chúa đó là jehovah toàn thân ông run rẩy khi nói những tiếng đó ông khương sơn nghiêm giọng nói các đồ đệ của mahomet cũng cho rằng họ con của thiên chúa allah không hiểu allah có phải cũng chính là jehovah của cụ đấy chăng không có thiên chúa nào ngoài thiên cứu của chúng tôi cả vị giáo trưởng nói lớn và dằn từng chữ một ngài là vị chúa thật và độc nhất ông khương sơn chăm chú nhìn giáo trưởng đoạn quay sang ra viết vị giáo sư này điên rồi ông nói thật ái ngại cho ông những người suy nghĩ quá nhiều về thần tiện ma quỷ hoặc những điều tương tự đều lâm vào trạng thái như thế tốt hơn hết là chúng ta không nên biết những gì ở bên ngoài trái đất này nhưng vị giáo trưởng không muốn được thương xót ông lớn tiếng quả quyết chúng ta phải biết có những gì ngoài cái quả đất này chính vì thế mà thiên chúa đã chọn dân tộc chúng tôi để cho chúng tôi nhắc nhớ mãi mãi sự hiện hữu của Ngài giữa nhân loại. Chỉ có Ngài ngữ trị, chúng tôi là những con ông chăm chích vào tâm hồn người ta. Chúng tôi xin nghỉ ngơi khi nào nhân loại biết tin Thiên Chúa thật. Tất cả cơn nóng giận đã tan trong lòng ông Khương Sơn. Ông nói với một giọng hết sức ôn tồn. Nếu quả có vị chúa ấy, thì Ngài sẽ không chọn một người để đặt lên trên mọi người, và cũng không chọn một dân tộc để thống trị thế giới. Dưới bầu trời này, chúng ta đều là anh em. Vị giáo trưởng không thể chịu đựng được câu nói của ông Khương Sơn. Ông ta ngấn cao đầu và cầu cúng Thiên Chúa của ông. Ôi lại Chúa, Chúa con nghe chăng lời xúc phạm của kẻ ngoại giáo này. Trong khi đôi bên tranh luận, David đứng yên không nói một lời, hai tay chấp lại đầu cúi xuống. Giữa hai người, tâm hồn chàng giáo phân dân bất quyết, ông Khương Sơn quay sang David. Hãy để cho lão sư cầu nguyện nếu điều đó an ủi được ngài tôi không tin các vị chúa vậy các vị ấy không có thể gây thiệt hại gì cho tôi gia đình tôi tôi xin kính chào nhị vị ông tiến ra cửa rất trịnh trọng rẽ sang hướng đông đến cổng chính david tăng na cõi lòng vừa thương cảm vừa hổ thẹn chàng chạy theo ông khương sơn và bắt kịp ông này ở cổng xin bác tha lỗi cho cháu ông khương sơn quay lại khuôn mặt nhân từ không còn lại một dấu vết nào của sự xung giận vừa rồi ông nói một cách trịnh trọng có gì thiệt hại cho tôi đâu Vậy thì không việc gì phải tha lỗi cả Tuy nhiên vì nấy cậu Tôi mới thành thật nói với cậu việc này Không có ai trên trái đất này Có thể thương yêu được những người Cho rằng chỉ có họ là con độc nhất của thiên chúa Nói xong Ông Khương Sơn lại tiếp tục đi David tần ngần ở ngưỡng cửa Và câu nói đó đã khắc sâu vào tâm khám chàng Chàng không thể nào có trở lại Cùng vị giáo trưởng Điều đó rất quan hệ đến cuộc đời của chàng Nhưng sự hấp dẫn của thú dư vô tư lự Đã tan biến gánh nặng dân tộc lại rơi xuống trên chàng Với sức mạnh của bao thế kỷ. Một tiếng nấc trào lên cổ nghẹn ngào, chàng trở vào đền thờ và ẩn mình dưới một khung cửa tò vò khóc thương chua xót. Cũng trong buổi sáng hè ngột ngạt ấy, chàng biết David ra đi với vị giáo trưởng, nàng bèn chạy đến cửa sổ phòng lịch xem nàng có cùng đi với hai người không. Thấy lịch đang bận theo thùa, chàng liền lén đi. David trở về lúc xế chiều, Trang hỏi chàng có cần gì không, nhưng chàng lắc đầu muốn ở một mình. Trong nhà này, ai cũng muốn ở một mình cả. Chàng nói như vẻ bất bình, nàng cảm thấy mệt mỏi đến rá rời. Từ khi nàng trao bài thơ cho David, chàng không hề nói một lời nào, chàng không để cho Trang hỏi và cũng không viết một hàng nào. Trang chỉ biết bài thơ mà nàng tự nhận là do Quy La sáng tác đang nằm trong bàn giấy của David. Mỗi ngày sau khi David đã đi ra ngoài, Nàng lôi ngăn kéo và nhìn thấy bài thơ đặt dưới một cái dằn giấy bằng ngọc. Nàng chỉ biết chờ đợi đến chiều tối. Hai bàn tay trang rất khéo léo. Nàng biết xoa dịu cơn đau của bắp thịt hoặc con tim. Thiếm hoàng đã dạy cho nàng cái nghệ thuật ấy. Và nàng đã học được cách khám phá các cơn đau và tập trung ở những nơi nào trong một quán lộ trình của thần kinh và quyết quán. Đôi khi như vậy nàng đã xoa dịu được một chứng đau nhất của bà ra hoặc David. Nhưng nàng hết sức ngạc nhiên vì chiều hôm ấy ông Era đã bảo nàng xoa hai bên thái dương và hai lòng bàn chân của ông. Mặc dù sau cơn giông trời đã dịu mát, lâu nay nàng chưa từng thấy ông chủ khỏe mạnh và vui tính ấy đau giặc bao giờ. Nàng gặp ông ngồi trong phòng và khi đứng sau lưng ông để xoa bóp, nàng cảm thấy máu tích tụ hai bên thái dương và cái điểm then chớp của cơn đau do tại ốc. Thưa chủ nhân, lòng ngài đang đau khổ, Trang biết phân biệt nhiều lối đau trên cơ thể. Lối nào do các bóc thực, lối nào do tinh thần. Ta đang buồn khổ. Ông Era đáp. Ông ngã đầu về phía sau, nhắm mắt lại để mặt Trang xoa bóp. Trang lặng thinh xoa những dây thần kinh, dưới các mạch mau đầu, làm máu tản đi. Bỗng nhiên, ông Era nói, hai bàn tay của con tài tình làm sao? Con đã học ai thế? Một phần con học thiếm hoàng, một phần khác con tự tìm học lấy. Thế là thế nào? Hai bác ông vẫn nhắm nhưng trên miệng thoáng hiện một nụ cười. Chính con, đôi tay con cũng cảm thấy buồn. Trang khẽ nói, kìa, kìa sao lại buồn? Ông vui vẻ nói, trong nhà ai nấy đều thương yêu con cả mà. Chủ nhân rất yêu thương con, nhưng không biết rõ rằng con không sinh ra trong nhà này và con không có bà con thân thích gì với chủ nhân cả. Nhưng ta đã mua con kia mà. Ông Mira dịu dàng nói, phải, chủ nhân đã mua con như điều đó không làm cho con trở thành con của chủ nhân được không ai có thể mua một con người toàn diện. Ông Mira tỏ vẻ nghĩ ngợi trong khi hai bàn tay cô gái xoa năng những bắp thịt khỏe mạnh trên cổ của ông. Tiếp đến, Trang cúi xuống cởi vớ cho ông chủ và bắt đầu trà sát vào hai bàn chân. Ông ngồi thẳng dậy, tỉnh táo nói, tuy nhiên, ta xem con như con gái của ta. Trong thâm tâm, ta không nên để cho con săn sóc hai chân ta. Điều này sẽ làm cho các đồng bào của con kinh ngạc. Nhưng dòng tộc ta cho phép con gái hành động như vậy tại ấn độ cũng thế khi ta đi ngang qua ấn độ cùng với đoàn thương hồ ta đã thấy họ chữa lành chứng đau chân bằng cách ấy đôi chân chịu sức nặng của thân thể cái đau mang sức nặng của trí thông minh con tim mang sức mạnh của tinh thần và tư tưởng trang dịu dàng nói đừng có quan tâm đến những gì người ta có thể nói người ta có thể nghĩ rằng đấy chỉ là tục lệ của người ngoại quốc chủ nhân đã biết rõ lòng nhân hậu của người trung hoa chúng tôi chấp nhận tất ta biết chứ họ là những kẻ tốt nhất trên đời này và họ đã chứng tỏ là người nhân hậu nhất. Ông thở dài khiến Trang đoán được những ý nghĩ của ông. Tuy thế, nàng hỏi, cớ sao chủ nhân lại thở dài? Tại vì ta không biết đâu là tốt, đâu là xấu. Trang mỉm cười, lúc nào chủ nhân cũng nói đến điều tốt, điều xấu. Nàng chà vào gan bằng chân của ông Era, vừa làm việc nàng vừa vui vẻ tiếp nói thế chứ người tốt là người mang lại hạnh phúc đến cho ta và người xấu là người đã tạo cho ta niềm đau khổ. con có thể nói như vậy vì con không có gì phải phân dân giữa trời và đất cả. con biết con thuộc về quả đất nhưng chúng ta chúng ta thuộc về trời. nàng làm xong nhiệm vụ mang dơ vào chân cho chủ nàng nói chúng ta nói đến trời và đất nhưng chúng ta lại nghĩ khác nghĩ gì vậy? như ông biết nghĩ gì rồi? trang giang ra một chút rồi ngồi xuống trên hai góc chân nhìn ông. Chúng ta cùng nghĩ đến David. Nàng dịu dàng nói, con cũng nghĩ đến nó sao? Con nghĩ đến chàng luôn. Trang đáp, nàng vẫn ngồi xóm, tiếp tục nhìn ông và quyết định nói cùng ông tất cả. Con biết rằng đó là một chuyện điên rồ, chủ nhân à, nhưng biết làm sao được. Con yêu chàng, với vẻ mặt vui tươi như thường lệ, ông Erra nói. Cố nhiên, vì chúng con đã chung sống với nhau từ thổi bé như anh em, Dân, nhưng chúng con không phải là anh em và không gì vậy mà con yêu chàng. Ông lộ vẻ lo lắng. Nếu ông suy nghĩ chín chắn, ta ông phải hiểu rằng một cô gái trẻ và dịu hiền không có thể sống bên David, săn sóc chàng mà không yêu chàng. Ông nhớ lại hồi xuân trẻ, thời mà ông say mê thiếm hoàng. Bây giờ ông còn thẹn thùng, bởi vì mặc dầu bao năm tháng đã trôi qua, ông chưa bao giờ xem thiếm hoàng như một tỳ nữ. Khi ông được 16 tuổi và thiếm hoàng cũng sắp xỉ tuổi ấy, Sắc đẹp của thiếm đã làm ông siết bao sao xuyến đến nỗi ông đã phải nói với thân phụ ông biết rằng ông không muốn cưới ai khác làm vợ ngoài nàng. Lúc bấy giờ tên thiếm là Bích Ngọc. Bích Ngọc, mỗi khi tên Bích Ngọc trở lại trong ký ức của ông Era, một cái gì trong ông đã chết từ bao lâu nay bừng trỗi dậy. Xưa kia thiếm hoàng đẹp hơn trang nhiều. Màu da tươi mát, dốc người thon hơn, mũi dọc dừa và đôi môi xinh xắn hơn. Nhưng thân phụ ông đã cười bảo, đó là một đứa nô lệ. Con ơi, đừng lấy đầy tớ. Chàng thanh niên era hăng hái nói. Khi đã là vợ con rồi thì cô ta sẽ không còn là đầy tớ nữa. Nụ cười, đột nhiên tắt trên môi ông cụ. Những gì đã xảy ra giữa nhà ngươi và con tỳ nữ ta chẳng quan tâm. Có điều là đừng nói những chuyện đó với ta. Ta phải cưới Naomi, con gái của Judah Ben Isaac cho ngươi. Era đã hiểu. Trong đám thanh niên bạn bè của chàng, Naomi được xem là cô gái do thái xinh đẹp nhất thành phố. Chàng thanh niên Era khá tinh nhạy và tự hào để tưởng tượng sự thèm muốn của bạn bè nếu chàng công bố tin chàng đính hôn cùng Naomi bởi vì Suda Ben Isaac thuộc một gia đình hết sức giàu có đến nỗi đã xuất tiền tái thiết ngôi đền thờ sau khi bị sụp đổ trong một trận lục hồi đầu thế kỷ. Gia đình này đã được nhà vua ân ban tên họ Trung Quốc là Trình nhưng Suda đã xác nhận rằng điều đó chỉ có mục đích thương mại. Ông Mera nói với Trang trong khi nàng vẫn còn ngồi xóm nhìn ông. Con ơi, con hãy giữ kín tình yêu của con trong lòng, để trong nhà khỏi phải lộn xộn, ông xin con. Đến lượt ông cũng vậy, ông đã lặp lại những gì mà thân sinh ông đã nói với ông trong thời niên thiếu. Thật là điên rồ nếu nói đến việc làm dở lẽ trước mặt Trang, bởi vì bà Era không bao giờ chấp nhận cho con trai bà làm việc đó. Nhưng Trang biết tất cả mọi tư tưởng của ông chủ, nàng vẫn yên lặng nhìn ông với đôi mắt trong sáng thay vì hết sức tươi vui bây giờ đã quá ra buồn bã nàng nói hết sức khẽ david sẽ khốn khổ nếu chàng cưới cô lịch ông era nhún vai thở dài người lại làm cho ta nhức đầu trở lại rồi cục đi con để cho ta yên một chút nàng cảm thấy ông sẽ không giận dữ lâu ông thường thích tỏ ra luôn luôn khoan hồng đại lượng ông không quên rằng trang chỉ là một cô bé duyên dáng dễ thương một sự thoải mái cho trong nhà tim trang xe lại nàng đứng dậy chào ông và lui ra trong khi ông era vì tốt bụng đã ân hận đưa tay ra ngăn lại này con đợi ta một chút ta cho con một món quà nhỏ mà đoàn thương hồ đã mang về cho ta con biết bao sự lộn xộn trong nhà khiến ta quên không đưa cho con con hãy mở cái hộp này ra và xem thử vật gì ở bên trong nào ông trỏ một cái hộp sơn mài để trên bàn trang cầm lấy và mở nắp hộp bên trong đựng một cái lược bằng vàng nàng trốn mắt hỏi cho con sao? Ông Bera mỉm cười, cho con đây. Cài vào tóc của con đi, không có gương, trang kêu lên dễ quảng hốt. Ông Bera lại cười. Kìa, cầm lấy đi và vui vẻ lên. Cám ơn lão gia, cám ơn vô cùng. Kìa, cám ơn làm gì? Vì chuyện, nhưng ông cảm thấy, ông vui hơn. Ông thích biếu sáng, ông muốn tất cả mọi người đều sung sướng. Nụ cười của Trang đã làm cho ông thích thú, nên nàng phải cố gắng tỏ ra vui vẻ. Cái lượt rất đẹp, Nàng ưa thích các vật xinh đẹp, nhưng nàng không còn là một đứa trẻ và một món đồ chơi đối với nàng không đủ. Nàng tiếp tục bước đi lòng nặng trĩu. Khi Trang đã ra đi rồi, ông Mira than vãn thở dài, ông bố số lo âu vì đã ngu ngốc làm hài lòng ông Khương Sơn bằng cách áp chỉ đến cuộc tác hợp giữa David và đứa con gái thứ ba của ông ấy. Tuy nhiên, ông không đến nỗi thiếu lịch sự để nói đích danh, ông đã nói: "Đại Quân à, nhà của Đại Quân cũng như nhà của tôi." nào có nghĩa gì một giao kèo thương mại sao dí được cho đàn con lũ giao sinh ra bởi sự kết hợp của hai nhà ông khương sơn nghiêng mình mỉm cười bây giờ tất cả đều rối ren ông Vera tự hỏi tại sao trong khi ông chỉ muốn hạnh phúc cho mọi người kể cả chính ông ông nhận thấy luôn luôn lâm vào hoàn cảnh không mang lại niềm vui cho ai cả mà chính ông thì lại càng kém vui hơn thí dụ ông đã cảm thấy khó chịu có vị giáo trưởng trong nhà Ông ta là một người đạo hạnh, dĩ nhiên như ông chỉ nghĩ tới những cổ tục Torah. Lề luật Torah là công việc của một giáo trưởng, nhưng nó chỉ mang lộn xộn đến trong nhà. Không ai được thoải mái dễ chịu, nếu người ta cứ mãi mãi không ngừng nhắc lại thời quá khứ. Chính vì vậy mà ngay cả ông Mera cũng cảm thấy bực mình trong chính nhà của ông. Mỗi khi ông gặp vị giáo trưởng mù mờ mò mẫm đi dọc các hành lang, ông muốn lẫn tránh vị giáo trưởng, nếu chỉ có một mình giáo trưởng thì ông Yara nín thở, đứng bất động để ông ta đi ngang qua. Ông tiếp tục nghĩ đến lịch, nàng đẹp hơn đau mi, nhưng ít khi nghiêm túc hơn bà còn trẻ. Ông Yara không thấy khi nói chuyện với lịch, nhưng đôi hút ông gặp nàng. Trong giường đào buổi chiều, năm ấy đào đẹp, lịch lại càng ít nghiêm túc hơn khi nàng chỉ một mình, không như vợ ông hồi xưa. Có thể David sẽ hạnh phúc với nàng. David tính tình mạnh dạn hơn ông ngày trước, chàng sẽ có thể đương đầu dễ dàng với một người đàn bà ngoan cố ông era nghĩ rằng dạo này ông ít khi gặp david ngày lại ngày trôi qua kể từ khi giao trưởng dạy dỗ cho chàng ông chỉ gặp chàng trong các bữa ăn ông era dùng vậy quyết định đi tìm david tại phòng chàng mặc dù lúc bấy giờ đã khá khuya đoạn ông nghĩ đến trang david có biết chăng nỗi lòng của cô gái trẻ trong thời niên thiếu của ông mọi việc xảy ra khác hẳn ông đã bày tỏ nỗi lòng cùng thân phụ Bây giờ chính cô gái đã thổ lộ trước tiên, như vậy càng ít quan trọng. Chân không, ông bước nhanh lên phòng đã viết, theo những giải hành lang chiêu sáng bởi ánh trăng trong. Sau khi mê mấy lời của chủ nhân, Trang đi thẳng đến giường đào. Nàng không thể nào ngủ được, phải chăng của hôn nhân của Lịch và David đã được quyết định? Phải chăng đó là nguyên nhân do nỗi buồn phiền của chàng? Nếu người cha đồng ý thì sẽ không còn đối thủ nữa, bà mẹ đã thắng. Trang bối rối lo âu khi lịch trở thành bà thiếu chủ, liệu nàng có để cho Trang ở lại trong nhà này nữa không? Cho dù bà e ra có còn giữ quyền cai quản trong nhà này đi nữa, cuộc sống của nàng cũng sẽ trở nên khó khăn hơn vì chính lịch mới đích thực là kẻ nắm quyền hành. Lịch sẽ điều khiển David chuyển đạt ý kiến nàng đến bà e ra người mẹ sẽ chấp nhận tất cả chỉ vì con bà phải nghe lời bà, cưới cô gái do chính bà đã lựa chọn. Ôi mẹ ơi, xin mẹ hãy thương con trang khẽ rên rỉ như vậy trang kêu đến người mẹ mà nàng không thể nào nhớ được nét mặt người mẹ đã đang bán nàng không biết bà có nghe chăng bà có còn sống hay đã chết tôi chỉ còn một mình tôi để cứu lấy tôi vừa thất vọng vừa giễu cợt nàng năn nỉ trang ơi hãy đến giúp ta những gì ngươi có thể giúp được hãy thương chính mày đoạn nàng bước vào giường đào và gặp lịch đang ngồi trên ghế dưới hàng cây người thiếu nữ do thái bận một cái áo dài trắng mang thắt lưng vàng. Với một lòng khiêm nhường, Trang thầm nghĩ sắc đẹp của nàng không thể nào sánh được với sắc đẹp của lịch đang tắm ánh trăng. Hư cô chủ, cô ngồi chơi. À, ta không thể nào ngủ được. Tôi cũng thế, sáng trăng không ngủ được. Nàng đến bên lịch, nhìn ánh trăng qua kẻ lá đưa tay trỏ. Cô chủ có thấy ông Nguyệt Lão trên ấy không? Ở trong mặt trăng ấy, Nguyệt Lão, lịch nhắc lại và nhìn lên trời. Ông Nguyệt Lão ở, ở trong mặt trong ánh trăng, Ông ban cho ta những giấc mộng đẹp, Trang nói. Giọng vui vẻ, này cô chủ, muốn xin ông những mộng ước nào? Lịch cao hơn, Trang chim ngắm gương mặt tuyệt mỹ của nàng với một vẻ thích thú đụng buồn. Tim bao dung, Trang không một chút ghen tức vì sắc đẹp của Lịch. Tuy nhiên điều đó đã làm cho nàng buồn rầu, muốn khóc. Chỉ có Thiên Chúa ban cho ta những gì mà ta mơ ước. Lịch nói với giọng trầm trầm, dịu dàng. Trang khẽ cười, Vậy thì ta hãy xem ai có quyền lực hơn Ông Nguyệt Lão hay là Thiên Chúa của cô Và nàng xanh bảnh Quỳ gối cúi đầu sát đất Đoạn ngẩng đầu lên khấn giái Xin Nguyệt Lão mang cho con điều mà con mộng ước Lịch nghiêm nghị nhìn Trang Trang đứng dậy nói với một vẻ nghịch ngợm Nào bây giờ chúng ta có thể thổ lộ cho nhau nghe những điều đã mơ ước Lịch lắc đầu Không ta không thể thổ lộ nỗi lòng ta cho ai hay cả Nhưng khi nào được thỏa nguyện ta sẽ nói cho người hay hai người vẫn tiếp tục nhìn nhau. Trang chỉ muốn la lên. Tôi biết cô mơ ước điều gì rồi. Cô muốn làm vợ David. Nếu có thể nói trắng ra cùng lệnh rằng chính nàng cũng yêu David và đang tìm cách chinh phục chàng vì lợi ích của chàng thì thật thỏa lòng Trang biết bao. Nhưng Trang vẫn im lặng. Biết một việc và giữ riêng cho mình đó là một vũ khí để hộ thân. Kính chào cô chủ. Trang nói sau khi một phút im lặng. Chào ngươi, hai người từ giã nhau khi bước ra cửa giường. Trang quay lại và thấy Lịch đang đi bắt bộ dưới các rặng đạo.